dân mạng không khỏi ngỡ ngàng với cuộc sống sang chảnh với Miss World Việt Nam 2023, Ý Nhi khi du học tại Úc. Cô không ngại chi tiền để thưởng thức những món ăn đắt đỏ, tận hưởng cuộc sống thượng lưu. Cuộc sống hiện tại của đương kim Hoa hậu thế giới Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi đang dần trở nên ổn định hơn sau nhiều tháng du học. Mới đây trên trang cá nhân, người đẹp gốc Bình Định gây chú ý khi khoe hình ảnh ăn trưa với nhiều món hải sản đắt đỏ, khiến cộng đồng mạng trầm trồ. Theo đó, bữa trưa của nàng hậu gồm nhiều món ăn đắt đỏ như cá cua hoàng đế, sò điệp phô mai và hàu sống kiểu Nhật. Hình ảnh này ngay lập tức nhận về rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Không ít bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên, trầm trồ trước lối sống sang chảnh của nàng hậu tại trời Tây. Tuy nhiên trên thực tế đây chỉ là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà Ý Nhi dùng bữa ăn sang trọng kể từ khi đi sang Úc du học. Điều đó cũng phần nào cho thấy cuộc sống của Hoa hậu Ý Nhi hiện tại đã dần ổn định hơn, không cần phải ăn uống tiết kiệm khắt khe như trước. Trước đó khi mới sang Úc, người đẹp gốc Bình Định chia sẻ rằng bản thân đã đi làm thêm tại một cửa hàng khoảng 5 đến 7 tiếng một ngày để kiếm thêm thu nhập phụ giúp cho gia đình. Ngoài ra cô nàng và người em họ cũng thường xuyên nấu ăn tại nhà để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Hiện tại Ý Nhi dần cởi mở hơn trong việc sử dụng mạng xã hội. Người đẹp thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống đến với khán giả và nhận được nhiều yêu thương từ phía công chúng. Bên cạnh đó, việc đi du học và xa rời showbiz của Ý Nhi làm cho người hâm mộ có cái nhìn thiện cảm, thông cảm hơn cho những phát ngôn thiếu chín chắn của cô trước đây. Được biết, Ý Nhi theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Sydney khoảng 2 năm. Trong thời gian ở ẩn 3 tháng, người đẹp được trường khen ngợi có thành tích học tập tốt và đạt đủ điều kiện chương trình 2+2 liên kết học tại nước ngoài. Trong dịp Tết vừa qua, Hoa hậu Ý Nhi cũng lựa chọn ở nơi đất khách quê người, đăng ký đi làm thêm bên cạnh việc học. Ngoài ra, nàng hậu còn dành hết số tiền của tháng đầu tiên đi làm thêm tại Úc, gửi về Việt Nam dành tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ý Nhi năm nay 21 tuổi, sở hữu chiều cao 1,75m, là sinh viên ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Quốc tế. Cô gái quê Bình Định chiến thắng tại cuộc thi hậu thế giới Việt Nam hồi tháng 7/2023. Dù được đánh giá cao về nhân sắc lẫn học vấn, song sau khi đăng quang, người đẹp liên tiếp vấp phải những ồn ào về phát ngôn, điển hình là chia sẻ liên quan đến bạn trai hay vụ kể tên 3 người nổi tiếng ở Bình Định. Sự việc khiến Ý Nhi nhận làn sóng chỉ trích, thậm chí nhiều người còn tham gia nhóm tẩy chay đề nghị tước vương miện của người đẹp sinh năm 2002. Trước phản ứng của cư dân mạng, Hoa hậu Ý Nhi từng lên tiếng xin lỗi, cho biết đã nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót của bản thân. Cô viết trên trang cá nhân, Ý Nhi chân thành cảm ơn và xin ghi nhận toàn bộ những đóng góp, chia sẻ của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Mong rằng mọi người sẽ mở lòng đón nhận và cho Ý Nhi thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình. Từ sau vụ việc này, Ý Nhi gần như ở ẩn, không xuất hiện tại các sự kiện giải trí, kể cả những hoạt động của công ty chủ quản.